mình thấy mê thiệt chứ. Ớt cá này ớt dính nhiều luôn á, thấy đi hoài luôn. Cái này vô cái luồng ớt, nhưng mà cái chảy chút nha, chừng té nha, trời lạnh đó. Nó dính không nữa nè. À dính 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 dính. Nó nháy luôn. Còn dính nháy luôn nè. Ôi tưởng không hết, ngơi nó lú cái đầu lên tưởng không hết, ai ngờ cá lóc. Đâu. Đâu rồi? Nhảy dữ rồi, nhảy dữ rồi. Qua cầu để mất con nhái rơi gì nè. Khổ nhất luôn đi. Rồi chào cả nhà luôn anh ơi. Em xin mến chào nhà nha. Chào nhà trở lại với mấy anh em mưu sinh miền quê của mình. Hôm nay thì mấy anh em mình đi cắm câu cá lóc buổi chiều. Ở đây thì cái cánh đồng này là cánh đồng lúa này là tầm khoảng cỡ gần 20 ngày rồi, nửa tháng rồi đó. Lúc trước có ngập mà bây giờ thì thành đồng khô. Về đâu? Cá nhiều nước chưa? Nhấp nhấp. Bắt tao đi, lúc này tình hình gió bắc mà bây giờ như là cái con ếch nó không còn theo mùa nữa ha, nó hết mùa, nó không còn mùa màng nữa, muốn chui nó chui rồi. Càng cao già cũng có lại quá ha. Cái này không giữ rồi nha.
mới sửa sửa cắm xuống sức mắt nhái. Tôi chờ cá táp bên dưới. Giờ thọt xuống ngay gan luôn, cắm giờ cũng ngay cái lỗ luôn, tối nay cây cây câu này mất luôn. Từ cái chỗ mà mình là đóng đô là cách đây khoảng con 100 mét gì đấy mà lại mất rồi. Cấm cũng ngồi vậy, cấm vậy luôn á, để mất cây câu mà cấm câu nó muốn không nổi. Ngay ống bọng luôn mới chịu à. Dạ, mà có dấu cái lóc lên nè. Thì thôi mình cắm ở trong cây luôn đi. Dấu cái lóc nè, lóc đây nè, không đây nè, cắm đây đây nè. Hợp lý không? Không hợp lý. Hết dưỡng kêu răng răng kìa. Ồ, cái này có vụ tăng đưa nữa nè, cái câu có tăng đưa được nè nghe. Đó. Đó, ăn được không? Còn có cột cắm đây đi. Nè, go. Đi sư phụ. Cây câu kìa. Đâu? Hả? Ở cây bên chỗ đám chuối luôn. Sao thấy nó liệt kìa. Rồi bởi vậy mới chạy cái thằng câu. Qua, qua đi, đi trước đi, tôi đi sau cho. Cái gì vậy? Trời là lạ nha, nhưng mà cái chảy chút nên chừng té nha. Trời lạnh đó. Cái nhẫm á. Không có dính đâu nữa nè. À dính 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 dính. Lôi không, lôi không? Rồi, rồi, rồi. Dính dính dính. Đâu đã vậy? Đó. Tàu tàu rồi, chạy ra chạy tí chạy tí. Cái này chạy qua mà té một cái thì rồi đi gì đi là đi nuốt tà lân luôn. Ấy dạ, lạnh cho bà thấy. Quấn cọc dày luôn ha. Ảnh dính rồi, gấp hồi nãy chứ mình đi xuống bên bên bãi đó. Đừng bên đây nè, cắm tốt dưới ra. Thời gian khá là lâu. Thời gian khá là mau. Mấy tiếng hồ. Đi đường công mấy tiếng à. Nhảy đâu. Nhảy hoài bà. Giờ đi quay lại về để mà dựng cái chòi mà. Gì cũng được ăn nữa. Quay. Trời quay vòng tròn, quay chung trống. Gió thổi bên đống luôn. Cốc dây á xe. Về cái này mình dựng cái chòi được rồi. Đâu 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 rồi, đâu rồi. Đây, nhảy dữ rồi, nhảy dữ rồi. Đây, đây. À. Trong lùm, trong kẹt. Còn ớt. Ý. Ngon lành. Mấy chỗ ơi, ở trong lùm trong kẹt với nó mới có dính nó bự. Giống giò cái kia lại nó kêu. Chưa trơn kêu rất nhiều mà, kêu sớm. Mấy cái bãi này vòng vòng đây nè, dấu nhóc hết trơn luôn. Mà không mà trống đâu có cắm được. Ngồi gió bất mà nó lại kêu ngộ được. Kêu khó hiểu dữ là. Thôi hỗ trợ đi sư phụ ơi. Rồi. Nó làm không được cái làm gì ăn. Để từ từ mình phải tập từ từ làm mới được. Sư phụ ạch ạch cho nó ra lại. Ừ. Mới sợ sư phụ. Đi xuống. Chú mini. Lúc này cắm tàu thừa chưa ạ?
nữa gì nói kìa ông nhướng trợn à. Giống như bạn không vậy gặp nhướng nhướng đá lòng nheo quá liên mặt bây tình phải bỗng trợn lên được ai dạ một em rồi đội con quệt nữa cả nhà ơi em rồi sao mà quệt hoài luôn ta đã vậy lùm cây vậy hỏi lấy trên trong tút giáo nhảy hoài thôi con sợ nó đau mà bóp nó vô phải là người ta phải cầm nó gì ô ớt thì bóp mạnh vô gì à đây có lý rồi nè hết sẽ nói rồi đó rồi sáng chớn rồi lần này qua mình đi tới rồi bỏ ra đi khúc này sao mình cắm thưa dữ vậy nè cắm được cái chung cái bịch cắm nữa kìa nguyên một dọc luôn nữa kìa anh nổi đít lên nè chụp 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 anh xả luôn đi anh xả luôn đi hết này mới dính cái sọt của anh mạnh kìa nước đáy cục nước đáy luôn chà bá luôn vô nè à, còn mấy cần nữa đi đỡ là đi luôn coi còn mấy cây nó tới ngay ấy luôn à tới trời luôn à phải không hay là hết rồi còn đó đó rồi ôi tưởng đâu hết ơi nó lú cái đầu lên tưởng đâu hết ai ngờ cá lóc cá lóc ơi à cá lóc còn cá lóc cá lóc đầu bóng lưỡng kìa vô 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 rồi tính được còn chọc đi bóng nhậu luôn đi họ không nhậu đâu tự lo đi tự lo đi đi đừng mình nói thừa chứ không vậy chứ gắn kìa Ủa. Hai em ơi thử qua ngày nhổ câu về đi dễ ăn đi hầm mà chưa mới giấc này lắm rồi hôm nay lâu mai là nhiều lắm đó mới vừa cắm hết câu thì quay trở lại trên đường đi về dính nè mình đem cái vạt theo được thì thẳng mình cắm rồi có cá mình vớt luôn tới mình thăm luôn ha vác này nó ăn mạnh thiệt chớ mà không biết hồi vác 8 giờ nó ăn mạnh hay yếu cái đó hình xui thôi thấy mê thiệt cả nhà ơi đã sung sức rồi đó thấy là phái phái hồi đi thăm lén sư phụ nha cắm mới hết câu quay lại thì tức là bụp 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 nhất đặc biệt là mấy anh hết hết dính nhiều nhất Dạ không sư phụ. Uống cho đệ tử. Để cũng pha trà cho sư phụ uống. Rồi. Sư phụ. Đợi em nước ngủ luôn. Chờ mà mỏi. Nay chờ đỡ hơn mấy bữa trước rồi. Nhờ có cái ấm. Không có ấm rồi cả tiếng gửi ủng hộ cũng được uống bình nước trà thì đi thăm cầu luôn. Có cái ấm mình rất là tiện lợi ấm cao tóc
tính đem bấm siêu tốc mà sợ kẹp lỗ tai xuống không có điện. Mất điện luôn. Bỏ xuống tại chỗ. Kính mời sư phụ. Có ba ly đi mời sao? Ai uống được ba ly? Nó uống hai ly luôn á. Hai thầy trò uống hả? Cho ca men hả? Ăn uống hả? Thả quá. Mời cả nhà uống nước trà. Mời cả nhà uống nước trà ăn bánh. Ăn bánh uống nước trà. Nay sư phụ miếng bánh luôn rồi. Mời sư phụ. Nó uống nước trà rồi mời cả nhà ăn bánh. Mời bánh gạo khác nha. Bánh gạo là của Việt Nam hay vậy? Nóng quá. Cà tê men nó nãy giờ đâu tiêu không biết. Thôi đi đâu tiêu còn hai thầy trò mình không. Kêu đi sư phụ. Trương Hương. Trương Hương. Trương Hương. Tới giờ đến mấy 9 giờ rồi. Mặt đồng hồ coi cái. Mà cái nhà ăn bơm. Nói vô nằm nghỉ lên một xíu rồi đâu có tới giờ. Đi không? Không đi rồi. Không đi hai thầy trò đi. Hai thầy trò đi, đi tao ngủ luôn à. Bỏ cái game luôn. Trời. Quay không được thì thôi. Mai đi đi ngày đi rồi tối giờ làm phim trước kia rồi có gì. Đuối với nơi. Nằm chút xíu nhưng mà tới giờ. Ngủ nữa đi. Sáng mình đi cái một luôn. Sáng mình đi làm khô luôn. Cái cao lát nãy giờ nhiều lắm á. Không biết dính đâu à. Thấy vậy nè, hồi chiều á đi cho lại mà nó dính, nó thấy ngon rồi. Bữa nay chắc trúng. Mà không dính con trời có loạn à. Nó đã ha kìa chứ. Quên nó kêu ăn chút mình đi về rồi mình ăn rồi mình bỏ lại gì luôn. Chốt hai thầy trò mình chốt gì luôn. Sáng thức dậy còn nên kêu mẹ nữa đâu tiêu rồi tại. Có cái trời ấm ngủ rồi được rồi. Ăn gì được rồi. Mới vô nằm một chút xíu à. Mấy ông này không phá không kêu à. Nằm mấy chút xíu cả 3 tiếng đồng hồ à. Mới có chút xíu à. Từ 6 giờ nằm tới 9 giờ luôn có chút xíu à. Hôm đi ghét đuối nằm ngủ mê mệt biết gì luôn. Giống sư phụ vậy đó. Mới vừa vô nằm có chút xíu rồi tới 9 giờ luôn. Sư phụ chút xíu mà 9 giờ rồi thôi đi sư phụ. Ủa cái đèn đâu? Cái đèn thấy giọt rồi giờ này quấn gà luôn rồi tự. Vậy đó nói với tôi đó. Ai đồ ngày của sư phụ. Gọng vàng. Chào gọng vàng. Vậy sư phụ. Cô trời gắn. Ờ cũng gắn. Nè. Con gắn dữ đó, gắn già đó. Gắn gầu. Gắn với con gầu luôn á. Cái này gắn ra không gọi từ là có trường hợp không thấy luôn. Chứ bộ tính bơ luôn trời. Bây giờ mình đi luồng nào trước nè đi. Ở đây thăm luôn hả gì? Ờ đây dính rồi kìa. Trời ơi. Dính không? Nó bơi rồi. Ở chỗ này nước lớn luôn hả? Ờ. Trời ơi nước lớn rồi. Dạ. Sợ là đuối rồi nha. Nhái. Tao còn quay đó không. Cũng còn luôn. Châu sữa mệt à. Một tăng rồi. Sữa luôn cái đó đi nha. Ô con nhái. Ô con cá. Ê, ê, con cá lóc. Cá lóc bự dữ ha. Đó. Nhưng mà bụng bụng nữa mà. Gì cũng làm bụng bụng nữa kìa. Rồi xong phim. Gì cũng làm bụng bụng nữa chứ bộ à. Thèm 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 anh. Cá mini. Cá tại vì trời, trời cho coi cá. Trời hướng cho cá một chút rồi mini. Cá này anh trắng tư anh móc cái này thiếu luôn. Mã đào rồi. Cái này được cái lửng lớn. Má mắt luôn. À, kế mới mắt
Hi. Hi, hello. Muốn ăn có hàng, có hàng. Có hàng. Ờ, được rồi. Đúng vô cái má luôn. Tan 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 tan. Có hàng. Được một con nữa là tan 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 tan. Muốn hết khúc đường chỗ này rồi. Ôi con rắn cho thôi. Ôi nó nhõng giò luôn. Hình như nhớ không lầm nó cây này hồi chiều. Dính nó bự luôn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ủa con có trà bá kìa. Hai con rồi chịu con vợ con nữa. Rồi chiều con ít ít chồng con này, con ít cha con chiều con ít vợ, con này con ít vợ nữa. Nó đi thăm. Đi ra nó không thấy vợ đi kiếm. Ông có nó gọi đi chợ. Đã tội. Rồi móc mép mà. Sao thoát được. Có gỡ câu gỡ cá với ớt hay không? Ngày nghiệp sư phụ mà. Bữa gỡ 5-7 kg cái chục ký mà gỡ chứ không nhiễm sao được. Sư gỡ cái còn. Còn mấy món. Bị cá cắn kiếm. Gỡ 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 kiếm. Kia bên kia nè. Bị cá cắn. Còn có hai lóng rồi. Cá cắn cục lóng rồi. Ê, dỗ dỗ cây chuối là cây chỗ bắp chưa? Ờ, cây chuối này gần chỗ bắp rồi. Nó mà nó chưa cái bỏ chạy không còn thằng nữa. Mà vũ nó đè cho bú. Ê, sao dỗ tôi? Đó, sẵn đường này mình thăm đường này đi, mình bọc xuống dài dài đó, mình qua đường bển luôn. Nè, cây chuối hột nè, anh lại đây em dỗ nó đi. Một lát nó trả lời cho anh nghe liền á. Chuối hột mà có nó chỗ bắp là nó dặn mình dữ lắm á. Kể chỗ bắp rồi kìa. Hồi là xào sạc luôn. Ủa, bây giờ mình đi thẳng luôn hay là sao? Ô nữa. Con ơi, đục nước luôn. Xoay bọt luôn. Quậy bọt luôn. Quậy xoay bọt. Nhổ luôn đi cho em. Từ tay trái cầm đèn, tay phải cầm cái máy rồi nhổ bằng cái gì? Bằng răng hả? Nhổ bằng cái răng à? Nhổ được cái làm cái lực khóa cái lực. Còn ếch nữa. Ếch nè, ếch, ếch, ếch bạn. Ếch này, ếch con này. Hôm nay vô bầy ếch rồi. Bữa nay mình làm món ếch đi. Ếch chiên xù. Rồi, nhất trí luôn đó. Tính từ năm ngoái đến năm nay là mình hình chưa chưa làm cái món ếch. Có món ếch chiên. Đúng rồi. Bữa nay món ếch chiên. Sư phụ chiên mà còn xù. Bà bốc là món ếch miếng khối. Rồi, bị cháu tắp. Chua gỗ luôn, nhỏ luôn này. Giảng luôn tợn. Rồi nó tát chết rồi. Quá dài luôn rồi kìa, cả nhà thấy không? Rồi để cho đệ tử xử lý. Đây có lính móc mồi cho nha. Rồi, hello sư phụ. Chào bác. Nghe bạn nha. Hello sư phụ. Để lại đi. Còn không? Còn sống không? Được mà còn mạnh mà. Còn mạnh mà. Rồi, rồi. Đấm lại. Đấm vô chút để cho nó vòng. Ô con chuột chạy vậy. Chuột chạy vô gáo. Cá lóc. Nghe quậy cho cột. Ai. Dạ. Thằng đẳng dính con gì mà thấy giò đạp đạp kìa. Thấy dính con gì giò đạp đạp. Nó nhoi nhoi vậy. Con này nó mới quậy ủng cái em dọn qua cái đèn ra nó lặn luôn rồi, nó không qua nó không quậy nữa cơ. Muốn quậy không? Chuột kìa. Đây phóng xuống nước là quậy liền nè. Vậy này sư phụ phóng xuống dịu lên đánh một cạp. Vô. Một em nữa. Ngon lành. Kìa em đó kìa. Rồi. Đi lại nhổ luôn coi chồng. Dính nhiều thôi vui. Ô, táp hộp con nhái. Táp treo nhái luôn. Này. Còn dính nhái luôn nè. Sư phụ còn mồi nè sư phụ. Lời ơi. Lời. Nè, lụm đi sư phụ. Lời rồi đó. Không tốn mồi. Anh mới tè ăn dũng nước xịt cho luôn nè. Sao mà cái loại này nó phái tè quá ta. Con nhái này xỉu rồi. Thay mồi đi. Tát nhảy lên cái lưỡi luôn.
rồi còn cục là được nhiêu rồi, 4 con không? 3 con ớt, 4 ớt vậy, 3 ớt, 2 cá. Rồi 5 con rồi. Châu sờ ma nó chạy đi trước. Rồi. Ủa cái vô rồi có ai mới đi ta? Ừ. Phải cần mắt câu nữa đó. Đấy, nhập luôn hả? Thấy rồi, thấy rồi, thấy đen rồi. Đầu dưới này đi lên nè, sư phụ. Chắc ta đặt ta thăm cái ngục hay là thăm giớn gì đó gì. Cái dội đâu bước dài dữ vậy. Thôi vậy mình đi đi kệ đi. Đi theo nó không có được đâu, tá té luôn. Ơi chính rồi à, cái câu ở trong núi chính rồi. Đâu? Chính nhé. Cái câu ngoài. Cây trong cây ngoài. Chưa biết rõ ràng ha, nó bên đó phóng lửa dưới đây. Thêm một em nữa. Đó, có dấu trường lên có gà. Nè. Hồi chiều mình nhớ mình cắp cây trong cây ngoài. Cây trong không dính ha. Cây ngoài dính ha. Con cá đó còn tính phóng vô là mình không cắm cây ngoài là nó phóng vô quần nữa đó. Nước còn chảy vô. Cho em coi ra. Trắng tươi. Con này xài kem trộn chắc luôn. Kem trộn nhà làm. Nó móc dính đâu à? Để coi cái ha. Dính tùm lum chân không biết dính đâu. À, dính mé trên. Màu trên. Dính thấm vô sụp. Sụp rồi gỡ nhăn răng luôn kìa. Hay lắm. Không, nghề nghiệp. Cái cần này cái lưỡi này khó gỡ nè. Thôi thôi đừng đổ thừa hoàn cảnh nè. Lưỡi dính rùa khó gỡ nè. Cái nào không đổ thừa không được chứ. Sụp đổ thừa hoàn cảnh. Gỡ cái. Con này dễ gỡ chuyên nghiệp lắm. Đại sư phụ. Con này bình thường. Câu câu rồi hết trơn rồi. Rồi cái câu ở đây đâu? Chịu có cắm đây không? Có cắm ngay cây cần ha nè. Lần nào cũng lên đây cũng mắc cây chứ hả? Câu ngay cây cà na luôn nè. Kiếm dấu hả? Người vô cắm. Hồi chiều cắm ngay đây cần nè, cần cuối cùng luôn nè. Cái đường này là nè. Đường cuối cùng phải không? Ừ. Qua gốc gáo rồi phải không? Thế nè, cái dấu đây nè. Để coi bên gốc gáo rồi coi có cây nào đây không? Không. Tới đây hết rồi. Rồi sảy rồi hay là bị lôi nữa rồi, anh nào hay dữ vậy gì luôn kim ơi. Câu ơi câu coi nó lú cái đít lên không, chở cá lôi lú cái đít không trời. Mắc cây nữa rồi. Có không? Không. Chứ cái nãy là em lại tới đằng cây cà na đằng kia luôn á. Nhịp nhịp kìa. Nhịp nhịp kìa. Đâu? Ê, ê, ê. Nín nín tay cho bộ quay, nín tay cho bộ quay. Nè nắm giò nè, nắm giò đi. Xuống xuống. Xuống luôn đi. Nè xuống. Kéo lên, kéo lên. Rồi rồi được rồi. Lôi nhánh chà lên luôn anh Hùng. Lẹ hay ghê. Chính là nó mắc rồi không mắc. Đó. Chạy hả mày? Tèn 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 tèn. Còn hơn, còn hơn. Cá này chá xài kem trộn nữa rồi. Cá trắng tư. Dễ rồi thấy đây. Mình quá. Mày vô. Thấy là mày vô. Tưởng mắc kem thằng câu rồi. Cái chỗ này hình như là hồi đặt rồi mắc cây bên sông á. Mắc bên đó là bên góc. Ờ bên đây nè, đây nè, góc gáo luôn á. Rồi mấy bên đó đó phải không? Tính đợt này nó mắc nữa rồi. Cái này lôi mạnh thiệt ha. Nhà có nhánh chà không coi.
ngủ chỗ bên đây thôi. Rồi đường này là cuối cùng có cái cây bên đây phải không? Đi đường kia phải không? Rồi đi đường kia đi, rồi qua cầu đi đường kia. Mình qua cầu trước. Đi mình lên cho nó khỏe. Trời này chú Bụ nhắm mắt là nó yếu yếu đó. Nè nhắm mắt đi nè. Nè không nhìn luôn nè. Cái cầu mà nó gãy gớt xuống cho ụng một cái nha. Hai thầy trò nó đã nha. Sướng sướng sướng. Cái gì tới nè tới. Dạ đi vào xuống không? Được chưa? Cứ nhớ rồi đi cho. Nó nhỏng rồi. Sống không? Cái đường đi ngược hướng này không có gì hết trơn. Trúng luôn nè. Đây. Mày thấy bự. Thấy gỗ kìa. Như vậy. Ủa, cái này tôi nước nhẹp đây nè. Cái nào nhảy lên? Con ếch. Nhảy lên đây nè. Không có nhảy lên đâu. Con trên này nhảy xuống. Nó nhảy xuống nó ăn á. Con này nhảy xuống. Nghe kêu kìa. Nghe không? Sụ kêu sụ. Kêu bằng đêm nó kêu mình kêu nó không trả lời mình đâu. Đó. Đó nó kêu rồi. Bậy bậy luôn. Đó thôi luôn. Rồi đó hội luôn đó. Nó chơi lô tô chứ. Chiều nghe lô tô hát chảnh. Nó đi chơi lô tô. Hết chơi lô tô. Cái này thuê à, bởi vì mấy ông lô tô nghỉ hát. Kêu giặt tình bên kia hết biết rồi. Cá lóc, cá chơi, cá lồng tôm béo. Rượu hán nó nín luôn rồi. Con gì? Không biết luôn. Ai biết con gì? Nó lồi thẳng gan xuống luôn. Còn cái gì? Còn cái chơi. Nào có gốc rồi đá xuống. Nó lần ngớp vậy là ngớp rồi. Lóc. Lóc. Con này cũng xài chậm trộn nữa nè. Chắc tư rồi. Máy bay thì khuya rồi mà máy bay vẫn còn xịt ha. Lúc này là ban ngày gió nhiều quá, ban đêm ít gió cho nên người ta phun ban đêm. Phun ban đêm cho đỡ vụ mà thuốc bay. Công nghệ tiên tiến. Ê con đằng này nè, con này. Con này mà câu cần câu ta cắm đây mà ngồi đó thì cắm đây. Làm được góc ngồi coi góc đã quá. Ngồi xíu rồi sư phụ. À, con cá lóc này nè, nó tài là thuốc THD gì nè. Vì nó trắng. Tao THD sư phụ THD. Tại tao ngọng. Tao ngọng tao nói sao tao nói coi đó. Thuốc này sao ha? Không thấy. Thấy à. Ủa cái này đây hả? Mất mồi. Táp mất tiêu con mồi luôn. Mất mồi luôn à. Cái này táp được hồi chiều á, cái đầu cao khu queo à. Chặn lên cao. Chặn lên rồi. Sao nó thẳng băng vậy sư phụ? À, có biết. Thấy dây thẳng là mừng rồi đó, mà không biết có dính không à? Mừng vậy đó. Nó nhóm nhắn nhện luôn rồi kìa. Nhắn nhện luôn à, có hai con luôn. Đóng hai bằng hai nhắn nhện. Rồi, tôi gặp đây nữa nè. Không hàm luôn rồi đó. Cái đuôi cá kìa. Ê, trắng trắng nè. Rồi, dắt nó xỉu rồi. Nó quắn quắn rồi đó, nó dính nó luôn. Thọt tay xuống. Sư phụ ra tay. Ây mèn ơi. Nó dảnh xì nào rồi. Ủa, nó vô đường nào được hay vậy? Đây, chỗ này. Nó bị xi ma chao rồi cả nhà ơi. Chừng cá ăn luôn. Con này để mơi sình sình nổi lên cái quay ngang chân tương ha. Chân bún tàu chứ. Chó này sình rồi bỏ đi. Rồi sư bộ hết cái câu luôn rồi. Chứ nó sư bỏ mà. Bắt con cá bỏ cái câu luôn. Bỏ tôi hát trong xuống sông luôn. Bỏ rồi đó. Bữa cơm tối đó. Bỏ vô già rồi, không thấy chưa?
Rồi cái này con nhái còn nguyên. Nhái cao sữa lại chui. Nhái còn nguyên, nó trắng tư, nó chào anh em mình kìa. Cái gì trắng trắng rồi, nó treo treo à. Con mồi giờ bự chưa? Không mồi bự. Ừ, chứ nó cầm cái này dính ra dính con cá bự. Ồ, chốt quốc rồi. Cái gì vậy? Ê, thấy rồi. Thấy anh gọi là thấy rồi. Phải đi nhanh lại đi coi cho kỹ rồi. Rồi con này sao mà câu vô hát cái đang cảnh vậy nè. Nó không có trời ta phân xuất hết đây. Con này giăng nắng nhiều, nó đen hay vô. Con này sớm đang thui vậy nè. Đen hơn thầy trò mình đó. Ôi dồi ôi, nó quậy. Nhanh mà, nhanh bằng đại ca hơn em. Con này không trời phân xuất hết đây nha. Đen thui. Đen hơn ta không nha. Con này đi giăng nắng nhiều. Mấy con kia ở trong mát. Đồng hỏi con này. Con này nó không có biết chăm sóc da da bụng đó. Mấy con kia nó biết chăm sóc. Thế thì phụ gỡ câu không? Rồi thôi thôi thôi. Hồi nãy gỡ đó. Nãy cũng gỡ nữa đó. Lâu lâu cho ta chẳng cái trời. Nặng. Phải chịu cái lưng vậy nè. Lưng mới nổi. Lưng khum rồi. Mười mấy hai ba ký luôn. Từ từ, hạ xuống, từ từ, từ từ. Rồi xuống, xuống. Về tới chỗ mẹ. Đi lội mỗi giò mà đó nè. Ôi, muốn gãy luôn sư phụ. Bung cái này luôn ơi. Cẩn thận nha, còn vào sáng để banh cái vợt là mệt lắm á. Mỗi dài luôn cái tại. Cứ dần dần thì tử quải được rồi. Sư phụ đi cái sư phụ đuối đuối luôn. Trời ơi. Mình thấy mê thì chết. Ớt cả này ớt dính nhiều luôn á. Phải đi hoài luôn. Cái này vô cái luồng ớt. Các bạn cả nhà ơi coi nè. Ê ê dính lại kìa. Ớt nào nó đặt. Chán ăn hay sao không? Lấy thùng múc nước kìa tôi để tử ơi. Để anh về hồi sư phụ làm cho ăn. Hay con đi. Động cái đi. Sao nó lên làm gì nè, không cho lên. Chùa làm thấy ghê quá. Cái gò, lấy cái gỗ rồi tự. Con lấy gò làm cá. Mình lỡ mấy cá ra là mình lắc rồi mình làm đồ ăn luôn. Con nào xỉu là cho nó ra ngoài luôn á. Đó con Mạnh nó nhảy đó, để vô. Con Mạnh nướng đi rồi con xỉu bỏ vô thùng. Thánh là thiệt tình thánh chứ. Chơi kiểu sốc à. Ồ, một bịch kia nè. Ếch biết có đã rồi. Bữa nay ếch nó cũng nhiều luôn. Ếch mười mấy con. Nó báo cho sư phụ một tin rất là vui. Cái gì? Luôn lớn. Nó một rồi sư phụ. Đi hôm nay giăng nắng, đi ngày đêm xuyên suốt. Một rồi. Gõ một luôn rồi. Ai ai bộ đồ giật chân thì nó nhảy xuống bóng lên bờ với anh hai cân nó chạy hả không có dễ nó cân đóng luôn á con này vô cái luồng ếch cái này không có dễ nó cân nó kêu mà. Gần trên kia kìa bự mà nó ngậm muỗng hay sao trời nó không được bình thường rồi giờ bữa nay là mình làm gì ăn nè có chuẩn bị gâu ngổ đó gâu ngổ mình hấp gâu ngổ đi hấp gâu ngổ mà cá lóc hay là ếch cá lóc á cá lóc mình hấp đồ ngẫu ha còn ếch mình chiên xù ếch chiên xù ếch da trơn mà sư phụ chiên xù đi rồi với mình hấp ba con hai con gì cũng được nướng hai ba con gì đi hấp ừ. Ăn hai ba món cho nó đã nó không bị ngán á ra ngán món nào ăn món đấy rồi là năm con rồi anh tính nha có hai con xỉu này nè mình nướng đi để mình để tới sáng nó xình hơn tới nướng sao ạ chứ còn để làm gì nữa vậy rồi còn ba con sống này ra ba con này là mới xỉu nè thì mình hấp
Rồi. Lắm. Lắm không? Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý, ôm ly. Cho sư phụ ôm ly nước trà tự. Đây, thưởng liền, tự nói thưởng liền. Có luôn hả? Có luôn. Khó nhận, chạy. Dạ. Nhận đại tử này là không có lỗ nè. Nhớ trả tiền kia viện phí nha, ở chi phí nha. Người ta đóng tiền học phí, sư phụ đòi tiền viện phí luôn. Lá chuối nhiều ha. Cái này thì mình nướng cá mà ở đây không có gom. Mấy anh em mình tận dụng là lá chuối. Lá chuối này cũng nhiều ha. Rồi một hồi mình sẽ lấy một lá còng. Chỗ này có cái cây còng ở đây người ta hạ chỗ này nè. Hôm nay nó cũng khô rồi. Mình làm hai cái lóc miếng chui. Có gốc rồi này sư phụ. Cái này thì mình nướng nó cho nó cháy từ từ hay sao anh Hùng? À. Chứ thì cái nhiều quá thì nó cũng không được, chắc không đủ. Cho nó vô vô từ 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 từ. Lúc này mà kiếm gom cũng hơi khó. Đây thì có gom mà kiếm. Lúa mới có tầm khoảng cỡ mười mấy ngày à, mà đã kiếm gom thôi. Đây bà núi non làm gom. Có gom này đấy. Để nó chọc rồi để chọc. Con này sư phụ là lăn xuống cái lỗ đó đó. Sư phụ móc gom này. Con xô cái đống cây nó xích ra một chút đi cho trong. À, con xô xích ra để nó sẽ nó bị cháy rồi cái đống cây mai mốt không có để mình nấu. Nhẹ nhẹ thôi thì mình cho từ từ vô anh Hùng ơi. Cái kiểm này là thôi mình chét vô luôn á. Chưa. Rồi. Bắt đi hùng cá rồi. Cháy cái chạy của mình nha. Cái lều này mà nó bị cháy bên rồi một cái thì rồi mấy anh em mình tối nay lo ngủ mũi. Cho lính châu ở đây canh chừng nha. Bỏ vô từ từ. Để từ từ đi, con lấy ba cái lá chuối bớt đi. Lính châu bữa nay chừng này cứ có canh chừng nha, cứ ngủ đó. Bỏ vô cái. Chỗ này nè, bỏ lá chuối này xách ra chỗ khác nè. Dưới gió. Chỗ này chỗ này là cái này, còn cái này là cái này. Mình phải tính trước ha. Chơi quanh luôn vậy nè. Cắt cho ba lọ nè. Là xong nó quên. Mau lắm. Thao dây nên là xong. Chưa xong được cân còn rửa. Cái này mình hấp cá lóc. Thì mình để ba con cá lóc. Mỗi một người thì một con. Đúng rồi. Mà còn hai con cá lóc nướng nó không biết sao cuốn lột. Rồi cá lóc nướng nó nhường lại cho nhỏ nó ăn cho rồi. Nó nướng thấy cực quá. Nách mà từ từ giải nó. Miếng nước thì mình hấp, mình nêm nếm gia vị luôn ha. Rồi bỏ gia vị vô sẵn luôn á. Ra ra. Hai hai thôi, ra ba nghe. Để cho nó xẹp xuống bớt đi, nêm nếm luôn. Còn bên này thì mình chuẩn bị cái bếp bên này thì để mình chiên xù mấy con ếch. Ghê không? Tại nấu hai mâm luôn, hai chảo nữa rồi. Người ta nấu tới 18 20 chảo rồi, nấu có 2 chảo rồi. 2 chảo là uy tín lắm rồi, mới nấu được 2 chảo á. Cái người người tầm thường là nấu không được đâu. Có người khỏi trên với anh nấu. Thôi thôi có nào vô. Trên chắc chơi ở trên núi. Trần. Núi cà tum á. Nói chơi cả nhà.
anh em mình giờ đùa giỡn dữ lắm. Tính ra đâu hình như cũng gần giáp một năm vậy, là mấy anh em mình mới quay trở lại mình làm cái món mà ớt mình chiên xù. Rau lắm rồi, món chiên. Cái này mới để vô chút xíu thì bắt đầu nó sẽ xuống nè. Cái này mình không có cần trộn luôn á. Cái này là mình nêm sao ta 5 muỗng muối hả? Cả 10 giữ muối gì. Xong rồi đó quay về là ủ nước mắm luôn. Thu xài thì kêu 5, 10, 15, 20. Cái nào 20 là xong luôn. Bây giờ cái nhóm chữ ké các ơi. Nè ớt chữ thiên nè. Đó. Ớt thờ ớt chữ địa. Chữ trời luôn. Chữ bộ thể cổ chữ thiên chữ nhỏ chữ địa mà. Mình nghĩ sao mà tay chân đâu uống trà không có thời gian làm bẫy tóc á. Vậy đó tôi ráo gì còn nữa. Ông vụ tôi hoài ông ơi, ông vụ tôi uống cho no tôi đừng có ăn không à. Trời biết cái này gió nó quặn quá quặn à, đổi bếp qua bên kia bên này thì mình hạ nhiệt xuống, cái món bên này thì cũng chín rồi, chủ yếu là còn cái món chiên. Rồi, về trong rồi tắt lửa bên đây đi. Bà chạy gì kia? Đây đó, đây, đây, tắt lửa. Để vô cái xeo. Tỏi, ớt. Mình đưa gia vị, nêm nếm vô luôn. Thì có nước mắm không? Có chứ không. Nước mắm mình để vô chưa? Chưa. Có chiên xù, chiên nước mắm đó nha cả nhà. Bữa nay anh Hùng anh làm món ăn đêm, ăn cơm đêm rồi. Ăn cái này thì thôi rồi. Dặn hấp đây chú bộ cái. Tới sáng là khỏi xăm câu luôn. Làm gì không xăm câu. Này cho nước mắm gì đó. Thơm quá. Nước mắm thơm. Nước mắm đầm. Người sinh mình quê làm nước mắm đầm thôi. Bởi ở đây á, khi mà nước dịch xuống cá nhiều lắm, mình ủ nước mắm. Thấy cái kiểu này sao mà thấy tỏi nó màu vàng quá ha. Vàng vàng ha. Không có quậy quậy nữa được con. Thơm rồi đó. Ở chiên nước mắm. Một dĩa 100 ngàn sư phụ. Dĩa 200 ngàn. Cho vô luôn phải không? Cho vô luôn, dĩa 200 ngàn không bán. Cái này cái công phu mà. Làm bài bán mới được. Lượng tới tầng 90 mấy. Ta chọt đổ ra ngoài đúng không? Thôi sư phụ múa đũa luôn nè, đổ 3 tùm lum. Sư phụ đó, tiền kêu múa đũa. Rồi nó nhảy hết ra ngoài. Anh ra bộ anh đùa ra ngoài anh lụm rồi. Lụm rồi. Ăn không đủ còn trơn. Đấy, gớt con à, à gớt con nữa lụm nữa đó. Cái này rút cái nước mắm lên khô luôn ha. Rồi rút luôn. Vậy là nó vừa ăn luôn rồi. Rồi cái này bỏ nước mắm ít này, ai ăn mặn này chấm muối thêm. Không phức gì. Vậy là mình còn chờ cái hậu nha, để cho ai muốn ăn mặn thì có hai tấm thêm nha. Coi như xong, chuẩn bị dùng cơm. Giờ hai thầy trò qua xử hai con cá lóc. Ê bò. Chút xíu nữa là xong cái món là chiên nước mắm rồi. Ếch nhảy luôn. Thôi nó đen. Lại nến cục lắc luôn. Lại còn lửa than ha. Ếch nó kêu gần động rồi.
khiêu khiêu. Đố sư phụ con cá chín không? Chín chưa? Chín cái đầu luôn rồi. Mình để anh ung nãy giờ mà cái đầu nóng với đầu hầm vẫn còn ha. Cái gì nha, chín chưa? Cấm lại chi chưa bộ? Cấm lại bỏ nó đi. Ê, xíu xíu đã liền. Còn than nữa nè. Vô. Con này con nhỏ. Sư phụ con bự, con cá cha. Con cá con. Rồi, vô. Công đoạn cuối cùng. Dọn cơm. Đói bụng rồi. Xấu hơn cái chuyện nãy quá. Rồi dính à. Dính luôn. Xếp càng lại xuống. Số cung càng. Mấy cơm này tới rồi. Có liền, cơm tới liền. Chân này mới cấp nữa. Bữa nay thì mua sinh miền quê mình cũng chuẩn bị được có hai món, ba món luôn chứ không phải hai đâu nha. Thì trước màn ảnh đây là cái món này là món cá lóc. Cá lóc mình hấp rau ngổ, rất là đặc biệt luôn. Cá lóc hấp rau ngổ ban đêm. Còn bên này thì này là cái ếch mình chiên nước mắm, chiên xù nước mắm. Với cá lóc nướng chui. Cá lóc nướng chui thì hai con nằm đây nè. Thế liền thiệt ha. Nướng chui thì thấy chân ngon lắm á. Chui liền. Thì ếch chiên nước mắm thì rất là đặc biệt. Nãy giờ cái ruột của em soi còn cào cái lột bột bột bột. Thì trong hai món này, ba món này thì cũng có cái chén nước chấm mình kèm theo là cái chén muối thần thánh của mưu sinh miền quê. Rồi bây giờ mà thì em Sơn mời cả nhà dùng cơm với ăn là mấy cái món này với mấy anh em của mình. Em chơi khỏi gần ngang anh Hồng ăn trước. Quá đã luôn. Rồi. Chấm thêm nữa ha, cho nó hơi mặn mà chút xíu. Nhưng giờ mình chưa có thử được, bây giờ mình ăn cái này biết mặn hay là mình biết liền à. Mời cả nhà ăn ếch chiên nước mắm với cùng anh em mình ăn cơm tối cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm tối. Mời cả nhà. Hay sao mà thấy cà chè vậy? Chấm hơi mặn rồi. Vậy là đang vừa ăn rồi. Hồi nãy em đã nói rồi, thấy cái đó là phải vừa ăn đó. Ngon. Ngay luôn thương luôn. Này tôi phụ nấu nhà hàng được chưa? Thưa, bữa nào thầy cho về mở quán. Mở quán làm được ạ. À. Không thật chứ mua xe mình quay mình á là nhà nào cũng có ếch, vậy là mình mở ra cái quán là ếch chiên nước mắm để bán luôn được không? Được. Làm một món mà mình thấy khách được. Không có, mình làm ba món là ếch chiên nước mắm, cá lóc nướng với cá lóc hấp ngâu ngổ. Sắp ăn rồi cách ngán bỏ mình luôn hả? Ngâu ngổ. Ngâu ngổ ngon ha. Món dầu ngổ rồi. Dầu ngổ thì chấm cái này đúng bài nè. Đó là đúng. Dầu nướng thì chấm cái này cũng ngon. Anh Hùng ăn rau rất là nhiều luôn. Ăn rau bổ lắm á.
á, từ từ mới lên nhìn nó mới hấp dẫn. Chơi chứ ban đêm mà mình ăn mấy cái món này ra là rất là hợp lý luôn nha, ngon lắm. Để dành ăn cơm hợp lý không? Hợp lý tưởng cái bộ cốc đại tuấn sư phụ canh là hợp lý không là lầm à. Đệ tử anh canh cái bon rồi chứ vừa nó hợp lý là gót liền rồi. Theo sư phụ biết là phải canh sư phụ mới được. Lâu lắm rồi không có uống. Uống có ngủ quên không sư phụ? Có bữa ngủ quên, có bữa không. Có bữa nhầm bữa té xong luôn không thấy à. Mà cả nhà nhâm nhi một ly cụ lớn cùng anh em mình nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Vô sư phụ. Vô con bù hồng đầm luôn. Trời ơi, ta gấp gọi quá ai. Rộng, nhìn cái bộ kìa chứ. Sư phụ coi chừng sư phụ rơi á. Ghê. Cái lóc lớn ra nhà. Một trăm mới lỡ tài. Mặn á sư phụ. Nói gì không hiểu. Đồ không mặn hết một. Không chấm nữa rồi cả nhà. Không chấm mặn quá. Có gì vừa ăn à? Nó giòn luôn á. Chấm nãy hay lỡ tay mặn. Cục hết rồi. Có lý quá. Mềm coi, nó chóc quá. Ủa, cái này nó phải cái lóc nướng đâu mà mình chơi kiểu này, chơi làm luôn. Làm thử đi được không, mai mốt mình nấu nhà hàng đấy. Đó. Rồi mai mốt nấu nhà hàng được à. Vâng, thưởng cho sư phụ cái gù. Cảm ơn đại tử, thưởng cho anh đi gù luôn á. Đúng rồi, sư phụ thường ăn cái gột với một ly. Không có chịu không nổi. Vô cái đây. Thầy trò mình không vô là nghịch. Vô. Gọt tiếp luôn. Bộ gọt này tới mình ngon. Gấp cho mình ngon. Quất bộ gọt này cái ăn vô. Đỏ. Hù ăn gà quá dữ. Nó mềm hết rồi. Đưa vô mà sư phụ không bỏ vô chân. Mày không? Cảm ơn sư phụ. Con ít ăn cá, con ăn cá nhiều cho mập một chút. Sư phụ ăn hoài ốm quá ốm. Có thể ăn cơm không? Đồ ăn còn quá trời luôn sư phụ. Nếu ăn đồ ăn đi. Cơm với phụ thụ thôi. Được rồi. Mày kêu tao gắng. Kêu gắng làm đồ ăn mà bớt cơm hoài. Nó rượu quá.
gấp bá cho sư phụ mà không thấy con nào nhỏ chứ. Chạy quá sụ ơi. Thịt bự ngon lắm á. Thịt không ngon á. Cái bự thịt dữ lắm, thịt cũng có con. Cái bự bự nè. Lai. Rồi con này nhỏ hơn đó. Rồi chấm nữa. Rồi lần dây lên mình. Quá ngon. Vô. Vô vô. Nó đè lên rau. Mình có lo mình còn ăn chặn phía nữa. Nhường chỗ cái mấy gấp lên nè, trời cho ông chấm nè ông ơi. Đồ ngổ này này dài dài. Ôi không bộ cơ chân cứng nha, chiên nghe chiên gì mấy giọng không nhá. Nó ra rồi vô. Còn nữa. Chấm chấm này mới ngon này sư phụ. Cay cay the the. Giác này đó kêu xung quanh mấy anh em mình kêu hết biết kêu rồi. Cãi luôn. Còn một năm nữa kêu ok, cãi luôn. Đệ tử gót cho thẳng cho đệ tử cao. Rồi, cảm ơn cái đó luôn. Vô vô nhảy.